Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em giải bài 3 ở trang 96 trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2 Đề bài như sau Câu A, vẽ A hai góc phụ nhau Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ có như sau hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ Thế thì chúng ta sẽ vẽ như sau Cô sẽ vẽ tia OX Sau đó, cô sẽ vẽ một góc vuông. Đây sẽ là góc XOY. Vậy cô từ O cô sẽ vẽ một tia nằm trong góc XOY là tia Oz, như vậy chúng ta sẽ có góc XOZ và góc zOI là hai góc phụ nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu B. Hai góc bù nhau. Hai góc bù nhau thì sẽ có tổng số đo bằng 180 độ. Như vậy cô sẽ vẽ một góc bẹt là có số đo bằng 180 độ là góc x y. Cô sẽ vẽ một tia o z. Như vậy ở câu B của chúng ta thì góc xoz và góc Z o y là hai góc bù nhau. Tiếp theo ở câu C, hai góc kề nhau. Hai góc kề nhau thì sẽ là hai góc có chung một cạnh. Như vậy cô chỉ cần vẽ hai góc có chung một cạnh. Như vậy đây là góc x O, I, z hai góc như thế này thì có cùng chung cạnh OI thì chúng ta sẽ nói là góc XOI và góc IOZ là hai góc kề nhau. Như vậy cô vừa dẫn kem giải xong bài 3 ở trong sách giáo khoa.